Em Mai xin kính chào cô chú anh chị và các em. Những ai cần một bất động sản vừa ở có thể kinh doanh được mặt tiền đường nhựa thì hôm nay em Mai giới thiệu một cái bất động sản vừa ở vừa kinh doanh được ở mặt tiền đường này là đường gọi là đường Đinh Quang Ân ha. Địa chỉ của bất động sản là thuộc ấp Tân Cang, phường Phước Tân, đất thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đường này là đường Đinh Quang Ân có chiều rộng khoảng 8 mét. Và một đầu của đường Đinh Quang Ân từ vị trí này đi ra khoảng 200 đến 300 mét là giao với đường Võ Nguyên Giáp. Cách vị trí nhà cần bán khoảng 2 căn là có nhà văn hóa ấp Tân Cang ngay chỗ này. Rồi đi tiếp một tí xíu là giao với đường Võ Nguyên Giáp, là một cái trục đường lớn và cực khủng, lớn khủng khiếp ở khu vực phường Phước Tân này, nối các khu công nghiệp lại với nhau. Một đầu thì giao với quốc lộ 51, còn đầu còn lại của cái đường là sẽ nối ra là quốc lộ 1A đoạn Trảng Bom. Cái bất động sản này hôm nay cần bán mặt tiền đường Đinh Quang Ân, giáp bên là người ta kinh doanh pizza, phía bên kia cách khoảng 100 mét là có chùa Quan Âm, xung quanh là có nhà xưởng, rồi buôn bán đông đúc, ngay đối diện là có nhà quán ăn, ở đây kinh doanh hàng ăn. Và kế bên cái quán hàng ăn nữa là một cái khu vực nhà xưởng. Đó, cả nhà mình nhìn một vòng thì cũng thấy ở đây là bà con ở đông đúc, dân cư đông đúc nè, buôn bán cũng tấp nập ha cả nhà ha. Thì em Mai mời cả nhà mình vào tham quan bất động sản ngày hôm nay. Có mặt tiền đường ngang là 7m1, chiều dài là 7m 70m, và nở hậu là 8m 8,1m, 7m8 nhân 70, và nở hậu là có rất là nhiều bà con thích bất động sản nhà mình nở hậu xíu ha, ngang 7m8, dài 70m và nở hậu 8m1. Thì hiện tại là giáp ranh với cái nhà hàng xóm này đang kinh doanh pizza. Rồi mình sẽ kéo qua bên đây là 7m1, rồi kéo dài ra phía sau là 70m. Trên đất mình có một đầu tiên là một cây xoài to, thì mình sẽ có được cái bóng mát của nó nè. Rồi cây sung, cây kia là cây gì? Lộc vừng. Rồi, và sau khi mình đi vào cái con đường gạch đó, thì dẫn vào nhà. Thì sau này mình mua cái bất động sản này á, mình có thể xây cái hàng rào bên đây, làm lại cái cổng, và khu vực này mình sẽ làm sân xe hơi, thì mình sẽ đậu được khoảng 6 chiếc xe hơi ha cả nhà ha. Trên đất có một cái nhà cấp 4, hiện tại là còn ở tốt, thì anh chị chủ cũng kẹt tiền cho nên là bán cái bất động sản này. Và em Mai muốn mời cả nhà mình đi vào chi tiết của căn nhà sau khi mình tham quan mặt tiền đường. Thì nhà cấp 4 cũng đơn giản thôi, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà xây chữ L và đất thì thẳng thớm cả nhà ha. Đó, xây một bên là 4,5 m, còn một bên còn lại khoảng 3,3 m, thì cái thẳng ra phía sau là chống thông suốt luôn. Nhà này mình cần ở tốt, thì nếu như mình mua cái bất động sản này mình có thể sơn sửa lại, mình làm nhà cơ nới, làm thêm nhiều phòng hơn cũng được. Còn nếu mà mình thấy nhà còn ở được thì mình chỉ sơn lại thôi là mình ở ha. Một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp, trống cũng không có nhiều phòng lắm ha. Và đây là khu vực phòng bếp. Thì sau khi mà mình đi qua phòng bếp thì mình đi ra phía sau có nhà vệ sinh, đất khá dài 70m hay cả nhà ha. Được cái là 70m mà ngang được 7m8 và nó hậu 8m1, mình coi như là trung bình là 8m ngang đi. 8m ngang dài 70. Thì theo em Mai thì em Mai sẽ thiết kế là xây dựng là 5m, chừa 3m làm đường đi thẳng vào đây. Và chiều dài của đất là 70m, em Mai sẽ chia ra làm 3 phần, mỗi phần là khoảng 20 đến 25 mét một lô, thì sẽ là được 3 cái gia đình ở, có đường đi 3m và mỗi cái là 5, và chiều dài 25 ha cả nhà ha. Em Mai thấy cũng bố trí vậy cũng được, thì ra một được 3 gia đình ở luôn. Về pháp lý thì đất này có sổ riêng và có 100m thổ cư. Đất thì cứ dài ra vậy, trước đây là của mấy anh em của cha mẹ để lại, cho nên nó là một khung đất chung. Thì
Nhưng mà sau này thì tách ra thì sổ riêng, đất riêng hết rồi. Cuối đất thì có một dãy cái hàng mít rất là nhiều trái, và hàng rào ranh giới cuối đất là có ha, cọc bê tông và lưới B40 kéo dài xuống phía cuối luôn kia nha cả nhà, xuống cuối kia luôn, còn luôn đó, kéo dài xuống nước dưới luôn, cuối dưới kia là giáp với cái nhà kia. Thì theo như em Mai kiểm tra cái bản đồ quy hoạch á, thì cái cuối đất đó đó, cái đường Võ Nguyên Giáp á, có mở rộng ra cả nhà, đường Võ Nguyên Giáp mở rộng ra khoảng 60 mét, thì cái cuối đất này nó gần đụng ra cái đường Võ Nguyên Giáp mở rộng luôn. Đất thì hiện tại là cũng chưa có gì nhiều cho nên nó cũng đơn giản vậy thôi. Và đến đây thì em Mai mà cả nhà mình nhìn ngắm một lần nữa các cây trái trên đất. Ở đây có cây đu đủ rất là nhiều trái luôn. Thì em Mai sẽ tổng kết thông tin của bất động sản này như sau. Một cái nhà cấp 4 cần bán gấp tại địa chỉ là ấp Tăng Trang, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Mặt tiền đường nhựa có tên là đường Đinh Quang Ân, có chiều ngang là 7m8, chiều dài là 70m và nở hậu là 8m1. Tổng diện tích là 539m2, sổ riêng có 100m thổ cư. Trên đất có một căn nhà cấp 4 còn ở được, và đất hình chữ nhật, thẳng, không có bị cong quẹo gì cả. Mặt tiền đường trước thì giáp với đường Đinh Quang Ân, cuối đất thì sẽ giáp với cái đường Võ Nguyên Giáp mở rộng. Về đường Đinh Quang Ân thì trước đất á, mình đi ra Võ Nguyên Giáp là chỉ khoảng 200 đến 300 mét, là giao với đường Võ Nguyên Giáp. Còn trước nhà thì xung quanh là có buôn bán, kinh doanh pizza, hàng ăn, quán ăn. Rồi phía bên kia có chùa cách khoảng 100 mét. Còn đi về phía bên tay phải là có nhà văn hóa thì cách khoảng 100 mét nữa. Đi ra chợ thì 1 km. Còn tiện ích là đây là khu trung tâm của Biên Hòa. Không phải, còn nếu nói trung tâm Biên Hòa thì không đúng. Có thể là rất là tiện ích về di chuyển, về kinh doanh cũng như đường xá, thì vì nó giao với Võ Nguyên Giáp, cách Võ Nguyên Giáp chỉ 200 mét thôi cả nhà, nên là trường học, bệnh viện, công ty rất là nhiều, công ty đây rất là nhiều. Giá bán của chủ nhà đang cần bán gấp với cái bất động sản nhà này 539m2, sổ riêng có 100m thổ cư, với giá là 5 tỷ tại ấp Tân Cang, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và hiện trạng đất thì cũng bằng phẳng như thế này, mình có thể xây dựng thêm những cái công trình phụ, hoặc như em Mai nói chiều 3m làm đường dài xuống dưới đây, là cái đất này chiều dài 70m, mình chia ra làm thành 3 phần thì ba anh em mình có thể là thành ba thửa đất nữa hai cả nhà ha. Đến đây thì em Mai xin cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương ủng hộ em Mai. Rồi thì nếu như cô chú anh chị còn những cái thắc mắc gì, có thể comment hoặc gọi điện thoại hoặc nhắn tin Zalo cho em Mai, số điện thoại bên trên em Mai sẽ giải đáp cho mình ha. Rất mong cô chú anh chị sẽ gọi điện thoại em Mai để đi xem bất động sản nha. Em Mai xin cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà.